Em chào các bác nhá. Em giới thiệu tiếp theo là con máy. Con máy này là Quan hiệu Toa của Nhật ha. Rất đẹp. Đấy thì đây công hàng đang rút ra các bác ạ. Thì bác nào yêu cơ khí thì liên hệ với em. Đấy, máy móc các loại, máy dập, con này máy dập. Đấy ha. Máy phay các loại ha. Thế giờ em hôm nay em chủ yếu em giới thiệu con Toa Kikai đây. Toa Kikai. Con này được cái bàn nó rất là mới ha. Đây. Bàn mới. Còn sáng bóng ha, đẹp. Anh gạt em cái kia đi. Tự động. Sáng bóng ha, tự động nữa. Motor trên tự động này. Japan này, Nhật Tokyo này. Máy đẹp vậy. Anh. Đấy thì em sẽ soi gõ xem ha. Có tự động này. Đấy, có tự động ha. Số ở trên này các bác ha. Số đấy, các bác nhìn đấy, mình sẽ soi trực tiếp cho các bác luôn đấy. Bác nào mà biết dành cái máy này thì comment ở dưới video giúp em. Em cảm ơn. Vừa bước tiến đến mũi khoan. Mũi khoan bao nhiêu ly thì đi bước tiến như thế nào. Ở đây người ta để này, bước tiến này, mũi khoan này, tất cả nằm đây hết nha. Ví dụ mũi khoan có thể là lên tới 50 này, 50 mm trên máy này nhé. Đấy, mũi taro ở dưới này, mũi 22 lớn nhất nha. Ở trên là mũi mũi khoan. Đấy, thì ở đây cần này cần số nhé. Nó được cái máy này nó mới. Rất là mới. Đấy, bác nào làm thì liên hệ với em nhé. Sau cũng rất đẹp. Sau rất đẹp sáng. Đấy, bác nào yêu máy đẹp thì liên hệ với em.